Hồi ức lính, mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký viết về chiến trường ca. Những kỷ niệm không thể quên, đó là những tháng ngày ác liệt và dữ dội nhất. Một phần thanh xuân của những người lính đã gắn chặt với nơi này. Đúng 7 giờ tối, chúng tôi tập trung lên sân vận động. Lúc này chương trình ca nhạc do đoàn văn công quân khu 7 phục vụ. Các tiết mục đang phần hấp dẫn. Tôi chợt giật mình, nhìn qua nhìn lại, không thấy một thằng loại A nào còn ở đây. Tôi khều thằng Thắng: "Tao thấy tình hình lạ lắm, chém chết là giao quân." Tôi đứng dậy. Thằng Thắng đứng theo tôi luôn. "Thắng, đi đâu đó?" Tôi buông một câu: "Hát nghe buồn ngủ quá, đi về thôi." Tôi và thằng Thắng vừa rời khỏi hàng thì chạy về tới trung đội, đứng từ ngoài nhìn vào. Tôi thấy ông Đạt A trưởng và Thành đang sinh hoạt to nhỏ gì đó, nghe có vẻ quan trọng với số lính loại A. Tôi trở ra ngoài thì lực lượng vệ binh đã triển khai dày đặc. Hành lang an toàn đã được bao vây. Tôi cố gắng thực hiện chiêu sách của bê phó Thành: khi giao quân, em cố tìm vị trí nào để trốn, khi giao quân xong thì ra trình diện. Nhưng kế sách đó không được thực hiện. Chương trình văn nghệ cũng chấm dứt. Anh em hai hàng dọc trở về trung đội. Thằng Sáng nói: "Để mẹ, làm gì mà kiểm soát quân sự gác nhiều thế? Tao đi đái, nó cũng không cho." Tiếng kèo báo động vang lên một hồi. "Tập hợp, tất cả ra ngoài. Hôm nay các đồng chí danh dự được đảng và nhân dân tin tưởng cử đi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Campuchia. Qua thời gian học tập, huấn luyện tại đơn vị, bản thân tôi và các đồng chí A trưởng có những sai sót gì, mong các đồng chí đóng góp thông cảm cho. Về công khai tài chính, để đảm bảo an toàn trên đường hành quân nhiệm vụ mới, nên đơn vị không thể công khai tài chính sớm. Do đó, đơn vị trích tất cả phần còn lại cho buổi cơm chiều nay. Các đồng chí có tên sau đây gồm Nghĩa, Thiện, Tùng. 12 đồng chí ra khỏi hàng, mỗi bên 6 đồng chí. Các đồng chí Thắng, Thuận, Trưng, có không?" Tiếng có được hô vang. "Xin phép bê trưởng cho em đi vệ sinh." "Nghĩa, đưa thằng 4102 đi." Lại tiếng xin phép đi vệ sinh tiếp. "Thuận, đưa thằng Sáng đi. Đồng chí nào vệ sinh thì chờ hai đồng chí kia vào rồi đi tiếp." Tôi ra ngoài. Mẹ, đồ chó săn, đứng ngó khắp nơi nào là vệ binh. Có cả thông tin ý à ý ới, làm như sắp có đánh lớn không bằng. Tất cả 43 người chúng tôi lặng lẽ rời trung đội. Không thấy một thằng nào từ giã bọn ở lại. Chúng nó áp giải bọn tôi lên sân vận động. Xe và tất cả, chúng tôi lên xe. Sao nó nặng nề vậy? 10 giờ 30 phút, chúng tôi ra khỏi cái quân trường Quang Trung, rời thành phố Sài Gòn. Một thời tôi được sống sung túc với gia đình. Rồi chúng tôi tranh nhau cái thành xe, nhìn trước nhìn sau là ó tùm lum. Trước sự ngỡ ngàng của người đi đường, tôi cố chen lấn ở phía trước để nhìn cái thị trấn Gò Dầu của tôi. Những cây dù bóng mà ngày nào bọn trẻ chúng tôi tranh tài nhau làm những chiếc xe tải, xe kéo 8 đến 10 bánh từ trái dù bóng này. Qua địa phận Gò Dầu thì tôi cũng nằm xuống sàn xe. Trên đường vắng không một bóng người, không khí sao mà buồn thê thảm. Tiếng khóc lúc đầu còn nhỏ: "Mẹ ơi, biết chừng nào con mới được gặp mẹ." Tiếng thằng Sáng: "Mới hồi chiều ăn cơm nó còn vui vẻ lắm. Đi đâu thì đi, tao ngán gì, mày dọa tao à?" Lại thêm thằng Thuận già khóc nữa. Khóc thấy mà ghét. Bản hòa tấu kéo dài khoảng 20 phút thì chấm dứt. Mạnh ai thằng đấy ngủ. Mặc dù con đường cứ dằn sóc liên miên. 5 giờ sáng, xe đến cửa khẩu Sa Mát. Anh em xuống xe vệ sinh giải lao, chờ làm thủ tục xuất cảnh. Nói cho vui chứ xe có đất ca rồi. 6 giờ sáng, xe tiếp tục hành quân, thiếu 3 em. Xe qua thị xã Cô Bông Chàm, chừng 6 km, thì có con đường hai bên là rừng tre, lộ nhỏ, xe chạy với tốc độ cao. Đi vài cây số nữa là nhìn thấy xe cháy, có khi 2 đến 3 chiếc. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ, vì sợ bị phục kích, rồi sợ xe lao xuống hố, vì đường ở đây rất cao, xe chạy ngang tầm ngọn tre. Đêm qua chúng tôi ăn cơm sống và nhịn khát, tân binh nằm giữa rừng không dám nhúc nhích. Đến sáng mới phát hiện cái giếng cách có 50 mét. Kiểm tra quân số thiếu 9 em.
Tụi nó xì xào. Có mấy thằng ra hỏi thăm nhận đồng hương, rồi lẩn trốn trở về đơn vị, lên trên bát tam bang. Đêm nay chúng tôi nghỉ tại công pông thôm. Lần đầu tiên nghe rõ tiếng B-40 hay B-41 gì đó. Chỉ nghe nói địch tập kích, nhưng ở còn xa. Sáng hôm sau, sau khi cơm nước xong, 7 giờ, chúng tôi lên xe. Đi khoảng 10 cây số nữa thì phải dừng lại chờ thông đường. Chúng tôi nghe tiếng súng rất gần, chừng 20 phút. Nhưng mãi đến 12 giờ, chúng tôi mới tiếp tục hành quân. Chừng 15 cây số nữa thì thấy một xe Hồng Hà còn đang cháy. Phía dưới là xác tử sĩ. Lần đầu qua ca thấy hy sinh. Có lẽ đoạn đường này nguy hiểm lắm hay sao? Tài xế thì chạy kinh hồn, nhất là qua mấy cây cầu, không bớt tí ga nào. Hồ Ba Rài, trời ơi, tụi nào giống thằng Nghĩa, thằng Thuận và thằng Tùng luôn. Tụi bay đi bảo vệ dầu khí cho Pốt à? Thì ra, sau khi tụi này lên xe đi làm nghĩa vụ quốc tế, thì tụi nó cũng lên xe trực chỉ ở sân bay Tân Sơn Nhất, lên máy bay đi bảo vệ dầu khí. Nhưng do thời tiết xấu nên bay lộn qua Campuchia. Ngày hôm sau, tính qua chơi, nhưng tụi nó đi trực thăng rồi, sướng ghê. Sáng sớm hôm sau, bọn tân binh chúng tôi đã là lính sư đoàn 302 rồi. Sau khi nhận bàn giao từ sư 477, anh em chúng tôi ăn sáng xong, còn nhận một vắt cơm trưa. Vì từ đây về đơn vị cũng khá xa, hành quân qua địa hình phức tạp, địch thường xuyên phục kích. Các đồng chí phải bình tĩnh nếu xảy ra tình huống trên. Nhớ phải bình tĩnh. Nếu lệnh xuống xe thì xuống, phân tán và tìm vị trí thích hợp. Không được chạy lung tung, nhỡ vướng phải mìn. Nếu không có lệnh thì ngồi im ở trên xe. Trên đường về Sầm Rông, xe qua ngã ba Ca Lanh thì dừng lại. Lái xe rước hai thêm bà buôn và hàng hóa ngồi trên cabin. Cái thị trấn này xem sầm uất lắm, vì hàng hóa dồi dào. Và từ ngày qua ca, chúng tôi không có dừng ở chợ đâu. Đúng là vùng chiến sự. Phía tay trái là GMC, vài cây số là mô tô qua Hồng Hà. Sao không thu dọn bớt để tụi này phải dùng mình lo sợ? Thằng Thắng hỏi tôi: "Này, có ai chết không mày? Mày hỏi tao thì tao hỏi ai?" Thế là chúng tôi đến địa phận Trông Can. Vì tới cây cầu thì lính chốt ở trong mấy cái chòi chui ra là lớn: "Lính ở đâu?" Thằng Hiền la lớn: "Lính Tân Bình thành phố." Tây Ninh thì la là Tây Ninh, bày đặt thành phố. Tí nữa thì đánh nhau. Anh Hiền, bê trưởng, la lớn: "Thôi, muốn đánh nhau thì vài hôm mà đánh. Coi Tây Ninh thành phố nó chừa thằng nào." Xe về đến Sầm Rông khoảng 3 giờ chiều. Cái đơn vị mà tôi thầm ao ước đó là Trung đoàn 262. Khi tôi nhìn thấy mấy khẩu pháo, vì tôi nghĩ rằng pháo nằm ở giữa bộ binh xung quanh, di chuyển bằng xe cơ giới, thời gian huấn luyện các đồng chí chưa đủ, xét yêu cầu chiến trường đi vào thực tế hơn, nên các đồng chí còn học tập, huấn luyện một tháng nữa. Chúng ta được nghỉ 3 ngày để tắm giặt, phục hồi sức khỏe, đi vào học tập. Đêm đầu tiên ở cái thị trấn Sầm Rông này, tôi không tài nào ngủ được. Thằng Thắng thì nằm đó, thuốc thì hết điếu này tới điếu khác. Chợt thằng Thuận già: "Tao lạy mày, Thắng, để mẹ, mày kéo vừa thôi, vừa kéo lõ đầu, nó phát hiện chết cả lũ bây giờ." Thằng Trưng chen vào: "Tao thèm thấy mẹ, có dám hút đâu." Thằng Hải: "Mày, ông nội nói nho nhỏ, nó nghe lòm xòm quăng lựu đạn thấy mẹ." Thì ra không phải một mình tôi tức. Nỗi buồn này ai hiểu cho chúng tôi, những người lính tân binh. Cả tuần lễ nay, chúng tôi chỉ có cơm trắng với thịt hộp. Ngoài ra, chẳng có một cọng rau nào. Cái tuổi 18 đôi mươi, chúng tôi cần phải có đủ lượng calo, nên lúc nào cũng cảm thấy đói, thấy thèm. Thèm cái bánh cam, tán đường tốt nốt. Thấy cái gì cũng thèm. Tôi quyết định lấy cái chăn ra chợ Sầm Rông, bán được 20 ria. Mua bịt bột giặt thái 3 ria, 2 ria bánh cam. Mang bịt bột giặt về, canh lúc trưa, để cho tụi nó đừng ké. Ai dè, tôi ra tới hồ sen, nơi tắm giặt ăn uống của dân ca và trâu bò cũng dùng chung. Lúc đầu thấy bận, sau thấy bình thường. Thì 5-6 thằng cũng tới nơi. Nó ké sạch sẽ, lại còn khen, đúng là đồ ngoại có khác. Chúng tôi nằm đây đúng 14 ngày,
Mễn và Mang lần lượt đội nón ra đi, dân mua gì bán đó. Xuất hiện hàng trôm chĩa, gây xáo trộn cả chợ. Vệ binh tóm cổ, nhốt cả đêm. Đúng cái trưa ngày thứ 16, tôi thực sự là lính đại đội 16, trung đoàn 271, đang ngủ trưa thì bỗng thấy anh Hiền dẫn một người dáng cao, chân mày rậm vào, chỉ thằng trắng trắng trẻ nằm đó. Sau đó quay đi, lúc sau thằng Thuận vào la lớn: "Để má, thằng 4102 kiếp trước nó có tu, bây giờ nó về pháo binh." Tôi ngồi dậy: "Sao mày biết?" "Tao dình nghe lén ông lúc nãy thủ trưởng pháo. Lúc nãy tôi như đang trên mây thì anh Hiền xuống gọi 4102. Thắng thu dọn quân trang lên đại đội." Lên đại đội tôi lại gặp thằng Hiền lùn, cái thằng tôi ghét nhất, lại về cùng pháo với tôi. Thằng Thuận già mang ba lô chạy vào đưa, rồi che miệng nói nhỏ: "Kiếp trước tao cũng tù như vậy." Cầm sấp lý lịch trên tay, ông vội vã nói: "Đi theo tao chúng mày." Đúng là tác phong lính trận, bước đi nhẹ nhàng khoan thai. Bốn đứa tôi thì cứ lúp xúp chạy theo như gà mẹ giận con. Tôi thắc mắc với thằng Thuận: "Tôi nhớ pháo binh ở ngoài kia mà sao lại đi vào đây?" "Ai mà biết, lẹ lên." Vào đến đầu phum thì quẹo trái vào đơn vị. Tôi để ba lô xuống góc nhà, vòng ra phía sau kiếm mấy mẩu pháo. Nhưng chỉ một cái hầm có cái gì đó trùng ni lông và một cái chòi lá nhỏ. Tôi trở vào gặp anh lính cũ hỏi: "Anh ơi, xe đơn vị đi đâu vậy? Sao không thấy?" "Xe pháo gì? Xe bò thì có. Đây là pháo bộ binh mang vác. Qua sớm một năm thì còn 120 thì chúng mày biết." Tôi nín thinh không nói gì. Lúc này có mấy anh lên. Ông Cao lúc nãy gọi tất cả vào cái bàn giữa nhà rồi giới thiệu: "Tôi tên Học, C trưởng quân sự. Đồng chí Bình, C trưởng chính trị bận họp ở trung đoàn. Và đồng chí Huấn, đồng chí Triều thì đi phép. Theo nhu cầu từng đơn vị, đại đội bổ sung cho các đồng chí: một là B1, mỗi B một đồng chí. B1 Thuận, B2 Thắng, B3 4102 đồng chí Hiền, đồng chí Bộ. Các đồng chí cố gắng tạo điều kiện cho anh em mới yên tâm công tác." Xuống trung đội Anh Định, B trưởng người Hà Nam Ninh: "Thôi, em nghỉ ở giường này, ngày mai xem A nào thiếu thì anh bổ sung." Tôi đang lúi cúi quét dọn thì một cái ịch, nghe tiếng rên. Tôi và anh Định chạy ra, tôi đứng chết chân. "Em chạy lên gọi y tá." "Ở đâu?" "Ở chỗ xe bộ ấy." Tôi chạy lên xe bộ, thở từng hơi, gọi bác sĩ và y tá cấp cứu. "Ai bị làm sao?" "Nó bị bắn tỉa." "Cho anh em vào vị trí." Lợi liên lạc của đại đội. Đại đội trưởng cùng y tá chạy xuống. "Nó trúng ở đâu? Bắn hướng nào?" "Nó ngủ gục ở dưới cây, chứ bắn tỉa cái gì." "Để mẹ, như vậy làm sao sống nổi? Tụi mày nói hoài cũng vậy." Anh rớt từ chòi cảnh giới cao 20 mét xuống đất. Anh là người đồng đội, không biết mặt tôi. Đêm đầu tiên thật hạnh phúc. Anh tư ruộng, đồng hương cùng thị trấn Gò Dầu, lính 1979 xuống thăm tôi, mang theo gói xá mít và gói trà mừng đồng hương. Anh Định, B trưởng, cho anh nuôi nấu chè đậu xanh bằng sữa hộp quá đắt. Xa nhà tôi ở ngày càng đông khách hơn. Lính 79 cùng đợt anh Tư, quê ở quận Phú Nhuận, quận 3, hầu như tập trung hết, trừ số đi chốt. Sau khi dùng chè xong chừng 20 phút thì lại có hai con gà luộc và xị rượu có quai đựng trong bình dầu ăn 5 lít mang ra. Anh Tư nhờ anh Tuấn chuẩn bị lúc chiều khi hay tin có đồng hương. Lúc này đại đội trưởng xuống kiểm tra, thấy tập trung đông, giày chiếu lệ: "Chúng mày chủ quan, tập trung đông quá. Nó táng cho một quả thì chết cả lũ. Gác sách cẩn thận nghe." "Tôi xin mời thủ trưởng ngồi." "Thủ trưởng gì, cứ anh em đi cho thân mật, còn khi họp thì khác. Rót đi chúng mày, để khuya rồi." Đúng là lính uống rượu như nước lã, 5 lít vèo một lát là hết trơn. Anh Học đứng lên: "Thôi đủ rồi, anh em còn lâu ngày. Anh nào về A đó lo gác sách đi." Tôi thật sự không ngờ cái tình cảm thiêng liêng, mặn nồng, ấm áp ở chiến trường nó là như vậy. Những ngày qua tôi được anh em quý mến giúp đỡ, nhất là anh Tư Ruộng, động viên tôi cố gắng yên tâm công tác. Vì về đại đội 16 là sung sướng lắm rồi,
ít phải đi đánh nhau, thỉnh thoảng chỉ đi phối thuộc với tiểu đoàn. Rồi vào buổi chiều ngày thứ năm, tôi thực sự hoảng loạn khi chỉ còn một mình ở trong rừng sâu. Buổi trưa hôm đó, với sự phân công của A trưởng Thái, tôi cùng với anh em đi cắt chanh. Chỉ tiêu một người hai bó về sửa chữa doanh trại. Tôi cùng với anh Được, Oai và Cử cùng vào rừng cắt chanh. Lúc đó khoảng 2 giờ trưa, vào sâu trong rừng mới có chanh tốt. Tôi cùng cắt gần với anh Cử khoảng 30 phút thì đủ số lượng. Anh giúp tôi chẳng buộc cho vào đòn sóc. Về thôi, buổi trưa trời nắng như đổ lửa. Hai bó chanh gánh nặng ở trên vai kèm một cậu AK. Lúc đầu tôi còn bám kịp anh Cử, sau đó cứ xa dần. Cuối cùng tôi đi theo dấu chân, nhưng khi không còn dấu chân thì tôi quay lại. Nhưng nơi đây dấu chân không còn xác định để đường về. Tôi lo và quyết định theo dấu chân người còn in rõ chạy theo. Theo một đoạn khá xa thì dấu chân ngày càng mờ nhạt và mất luôn. Trời sụp tối lúc nào tôi không hay. Cơn khát bầy khỉ cứ bám theo tôi là trí chóe. Ở trên đầu thì mấy con chim cứ bay kêu tè rét tè rét. Bỗng ở xa xa tôi nghe được tiếng B-40, B-41. Tôi leo lên cây, hướng theo tiếng súng thì chỉ thấy lờ mờ chớp sáng như sấm vậy. Tôi xác định đó là núi Hồng hoặc A Long Ven. Vì khi nghe tiếng nổ hỏa lực nhiều, thời gian kéo dài thì nghe lính cũ nói núi Hồng hoặc A Long Ven. Tôi xuống xác định ở bên phải tôi là Sầm Rông. Cứ thế tôi từ từ để còn quan sát và định hướng. Cuối cùng tôi lọt vào một con đường mòn. Tôi men vào đường mòn tới một khoảng trống, sao giống cái chòi ở cầu cháy trông can. Tôi đi vào. Thằng nào đi đó? Dạ, đại đội 16, em đi lạc từ chiều. Mày vào đây bằng lối nào? Dạ, theo lối đường mòn qua dây thông hào. Trời ơi, gặp tụi nó đi kích là thấy mẹ rồi. Đại đội 16, thằng nào qua dẫn lính về này? Không trả lời, anh dẫn tôi qua căn chòi cách 100 mét. Thành, lính đại đội 16 mày lạc này. Lính 16 đâu có thằng này. Chờ tao gọi về đại đội. Anh đi gọi máy, 15 phút sau thì quay lại. Đi theo tao. Ông Học, ông Bình chửi té nước cái đám lính B3 ở dưới kìa. Tôi và thằng Hùng cứ thế chạy từ chốt cua cây cháy về đơn vị gần 6 cây số. Về tới đơn vị, không biết từ đâu tôi khóc như trẻ con. Cả B3 và 2A của B1 và B2 bung vào tìm kiếm tôi. Cứ bắn 3 phát mà không nghe tôi trả lời. Anh Định mang súng theo. Lạc sao không bắn? Báo hiệu mà biết mà tìm. Sau cái buổi chiều tối đi lạc đó, tôi rút kinh nghiệm. Khi vào rừng, cần đánh dấu vật chuẩn vào các cự ly và tránh đi buổi chiều tối một mình. Thời gian lúc này cứ sáng chặt tre, chiều cắt chanh, tối thì sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt đoàn. Thỉnh thoảng ra dân xin phân bò về tăng gia sản xuất, đêm thì đi canh gác. Nhưng mấy ông lính 78 cứ bỏ gác hoài. Tôi sợ lắm, nhưng tôi thích nhất là đi cải thiện ở cái hồ sen. Đạn AK thì hình như không ai quan tâm lắm, nên tha hồ mà bắn vịt trời. Nhưng một hôm, sau khi chặt đủ tiêu chuẩn hai cây tre, thì tôi vòng theo mép bờ đê để canh bắn le le. Thì A trưởng Thái đang ở bụi tre đối diện bắn trả hai loạt AK. Tôi bỏ chạy thục mạng ra tới lộ 68 mới dám ngồi lại. Thì ra khi núp ở dưới hồ, tôi bắn đạn nó cứ bạt lên phập vào bụi tre mà anh đang ở trong đó. Giận quá, anh bắn dọa tôi. Mẹ, vài bữa lên tay chốt mà bắn, hôm nay tao thấy mày bắn rồi. Rồi khởi đầu cho tình hình an ninh là trái H-12 mà bọn Pốt bắn vào đơn vị. Khi bọn tôi đang đá bóng, tiếng mọi người kêu réo hào hức thì bỗng xoẹt oanh, hai tay ôm cái đầu đứng chân người. Mẹ, về vị trí chiến đấu còn tìm cái gì? Tôi chạy nhanh về A, cua ngay khẩu AK, rồi chạy ra giao thông hào ngồi im re 10-20 phút. Vào đi. Tiếng thằng Bư lùn: mày lên cán bộ hồi nào vậy? RBD nhớ không? Thật là uổng công cho anh em đơn vị gần cả tuần lễ đánh gốc cây và trái banh xin mãi ở trung đoàn mới chơi có một tuần thôi. Lệnh trên không được tập trung nữa, địch tung lực lượng nhỏ tập kích ta, vì vậy cần cảnh giác cao độ để tránh thương vong. Các lực lượng hoạt động ở trong rừng khi thấy pin rơi không được lấy,
Đây là loại mìn mới, cấu tạo vỏ phía ngoài là vỏ pin thái, trong có chất nổ, kích hoạt với dòng điện 1,5V. Khi bộ đội ta nhặt được thì thường hay lắp thử. Nếu lắp vào một quả pin mìn và một cục pin thì sẽ gây nổ. Tháng 6 năm 1981, tôi được điều lên chốt. Nhiệm vụ của trung đội tôi là phối thuộc với đại đội 18 là 12 ly 7, án ngữ ở sườn cánh phải theo bờ hồ. Phía sau là lộ 68 chạy lên An Long Veng, đảm trách từ bờ hồ Cây Cháy lên cầu Cháy 6 km. Cầu Cháy trở lên do trung đoàn 429 đảm nhiệm. Khu vực này đêm thì bung lực lượng ra phục kích, không theo quy luật giờ giấc, nhưng ban ngày thì 7 giờ sáng phải thông đường. Gần một tuần lễ thay ca, một ngày ở chốt, một ngày đi thông đường. Cứ tầm 8 giờ là tôi tổ 3 người, một B40, một RBD và một AK, phối thuộc với đại đội 18, khi cánh phải, khi thì ở cánh trái. Hôm nay, anh Thanh bê phó không cho tôi lên đó nữa, mà nằm dưới mấy ụ mối. Khoảng cách từ cầu cháy chừng hơn 500 mét. Lúc này, ánh nắng cũng đã xuyên qua tán lá. Tiếng động cơ xe rõ dần. Bùng, binh. Tất cả chúng tôi vận động lên cánh trái đại đội 16, cánh phải đại đội 18. Lúc này, 5-6 anh em bị thương chạy xuống. Lên khoảng 300 mét, anh Thanh nổ hai phát một. Một thằng bốt cắt ngang lộ, kéo khẩu B41 của ai đang nằm 1/3 lộ. Anh được táng một quả B40. Cánh phải táng thêm một quả B41 nữa. Cối 60 bắn lên. Khẩu RBD tôi chỉ nổ có 25 viên. Thằng bốt gan thật. Xe giảm ga qua cầu ở trong bìa rừng, nhảy phọt ra. Ngay B40 lái xe tránh kịp rồi lủi xuống mép đường. Nó táng trái thứ hai ngay thùng dầu, cháy xe luôn. Số anh em nhảy xuống bắn trả. Lính chính sách trung đoàn 429 bị thương khá nặng, nghe nói hy sinh 2-3 người. Cầu mong các anh bình an trở về. Cái xác nằm 1/3 lộ là thằng bốt bắn B41, nó bị thương. Thằng kia lên định lấy thương nhưng không kịp, nhưng chắc cũng bị thương nặng, đành bỏ lại khẩu B41. Thằng bốt thì về tốn cơm thuốc thôi, về chầu trời. Hai quả lựu đạn gài dưới lưng nó 2 ngày 2 đêm mới nổ, nhưng chó hoặc cọp không để lại hiện trường thương vong cho địch, mà chỉ có mùi chó chết cả cây số. Sau đó ai lắp đất cho nó chứ không lấy xác. Sau trận phục kích đó, bên chúng tôi đại đội bổ sung lên anh Hải bê trưởng lính 72 Hải Phòng. Nhiệm vụ cũng như cũ nhưng mà vui. Tối đi tải dưa hấu cách khoảng 2 km về chôn trong hầm dự trữ, ngày thì tiến lên chét lọ nồi. Một hôm vào một buổi chiều, anh Hải bảo: "Thái, mày cùng thằng 4102 lau chùi khẩu đại liên K57. Thanh, xem xác định lại tọa độ, lấy cột chuẩn, có gì tác chiến nổ súng kịp thời, chứ như hôm trước thì đánh đấm cái gì. Trưa thì tranh thủ ngủ, tối gác cẩn thận, bớt chơi tiến lên, cơm nước sớm một chút. Nhưng lấy gì mua vui, không lẽ ngủ hoài." Rồi tiến lên. Với ông lính 78 đánh tiến lên cực kỳ, nên tôi bị chét đầy cả mặt. Thôi thì đi tắm tiên, đi lúc này xế chiều, lính thông thường cũng rút hết về rồi. Tôi cùng anh Thanh đi tắm. Tôi và anh Thanh đang tắm thì bỗng bùng bình, một quả P41 rơi xuống hồ cách tôi khoảng 50 mét. Tôi chạy lên chạy xuống, không biết cái quần đâu rồi. Tôi trần như nhộng, chạy vào lôi khẩu RBD, cua cái áo của ai đó choàng ngang hông. Lúc này khẩu đại liên nổ vài loạt, có mấy thằng bốt nào đâu. Phía ngoài bùng dịt khói, đại liên nổ, trung liên cũng nổ theo. Cối 8 bắn chặn mấy đường rút của địch. Rồi ngồi ở phía ngoài, chân trên, chân dưới, anh Hải bê trưởng từ hầm cối 8 ra hỏi: "Hỏa lực nó bắn điểm nào?" Tôi cũng say mê xen vào chỉ trỏ. Bỗng anh Hải: "Để mẹ, lúc nổ súng mày đang làm gì? Mà bây giờ thằng lớn nổ, thằng nhỏ thì đứng gác vậy? Sao mà lấy cái áo của tao?" Lúc này thời tiết chính thức chuyển sang mùa mưa, địch thường xuyên tập trung chúng tôi lúc sẩm tối. Khi gần sáng và theo quy luật trăng vừa nhú lên khỏi ngọn cây thì chúng bắt đầu tập kích. Lúc đầu tôi lo sợ, nhưng các anh lính cựu tỉnh bơ, nói chung học hỏi kinh nghiệm ở chiến trường, gác ngồi tư thế để có thể quan sát tiếng động từ xa,
nhất là ở khu vực đóng chốt có loại chim, có người là nó cứ bay ở trên đầu kêu suốt. Chúng tập kích quấy phá chốt không hiệu quả mà còn thương vong, do đơn vị đã chủ động từ lâu đã gài mìn, điều nghiên ở các điểm xung yếu, địch vào và rút ra sau khi nổ súng. Cối 82 bắn chặn có hiệu quả mà chúng tôi phải kiểm tra trận địa báo cáo về đại đội. Đánh phá cứ không hiệu quả là do anh em chủ quan lơ là mất cảnh giác, địch nắm được quy luật. Khi nhiệm vụ thông đường xong an toàn, khi tầm 3 giờ, các tổ bắn 3 phát súng là lệnh thu quân. Trong lúc hai đơn vị rút, anh em không có hỗ trợ cho nhau nên pốt chặn phục kích, gây thương vong cho một đồng chí ở đại đội 18. Sau trận này, tôi được rút về Sầm Rông và trở thành anh nuôi của trung đội. Ngày 3 bữa cơm cho anh em, mấy ngày đầu thì sống khê, nhưng sau thì ngon lành như ai, không phải gác nên khỏe re. Đùng một cái, đại đội bộ gọi lên giao cho cái chức liên lạc của đại đội, đang tự do ăn ngủ nghỉ. Bây giờ sống gần mặt trời thấy khó chịu, nhưng rồi dần cũng thành quen. Ban chỉ huy là lính 72, tổng động viên các anh vào chiến trường, chỉ duy nhất một lần phép, đang chờ phép lần thứ hai. Tôi buồn vì không biết tới chừng nào mới tới lượt mình đi phép. Thời gian này, đơn vị tập trung huấn luyện ở hội trường, nhưng anh học đại đội trưởng quân sự cũng bắt bọn tôi phải học chuyên sâu về các tính năng tác dụng của cối 82. Có mỗi cái việc lao dập đế cối mà 3 ngày mới đúng chuẩn, mệt thật. Còn cái khoảng cự ly, thước tầm, độ hướng, liều phóng thì dễ thôi. Cuối cùng là bài kiểm tra đạt loại giỏi, nhưng chừng nào được bắn thì còn lâu. Những cánh thư từ hậu phương của các em gái cả ba miền đất nước, bạn bè, gia đình cũng giúp sưởi ấm phần nào cái rét thấu xương nơi dãy núi đăng rách này. Có cái chăn thì đã bán ăn rồi, đêm ngủ lạnh quá phải xin quản lý vào kho gạo ngủ nhờ cho ấm. Hôm nay là kỷ niệm ngày tôi nhập ngũ. Như vậy chỉ thấm thoát một năm đã qua đi. Lính chiến trường mà như thế này thì khỏe re, gia đình đừng lo gạo rượu thịt, ăn ngủ có dở giấc, đúng một năm lên 7 kg. Nhưng đâu có ngờ, cái ngày 22 tháng 12 năm 1981, sáng chào cờ, đại đội trưởng đọc quyết định thăng quân hàm binh nhất, bí thư đoàn đọc quyết định kết nạp đoàn. Kể từ hôm nay, đồng chí 4102. Cả đơn vị tổ chức liên hoan tưng bừng. Vì là liên lạc nên tôi sợ không dám uống nhiều. Buổi chiều 5 giờ rồi mà trực ban không đánh kèn. Đại đội trưởng bảo 4102 xuống các trung đội nhắc tối nay gác sách cẩn thận. Mày xem các trung đội nó có thằng nào xỉn không, ở nhà hay lủi ra phum hết rồi. Tôi đi một vòng để nắm tình hình. Thật là kinh khủng. 1/2 cái gan gà mà chó cũng chê. Nó chỉ vệ sinh cái mặt thằng T, còn thằng cha lai người Hà Nội thì ở chuồng 100%. Tuấn Đen thì đầu gối gạch cửa, xanh như tàu lá chuối. Anh Định bê trưởng thì gọi không thấy trả lời, truyền đạt thì cứ ừ. Về đến xe bộ thì xe trưởng của em cứ khò khò. Tôi gặp anh Minh, lính 78 Hà Nam Ninh, quản lý. Anh nói xỉn hết rồi, tối có làm gì thì làm sau. Anh nói tỉnh queo, thì mày lên xe trưởng thay ông học, tao làm lính cho. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến. Tầm 8:30, địch tập kích hướng đại đội 17. Tôi gọi anh học dậy, có nổ súng rồi. Chuông điện thoại reo vang một hồi. Lúc này thông tin xin về đơn vị có nhờ tôi trông dùm. Tôi bê máy ra hầm cối và trở vào gọi anh học một lần nữa. Trở ra hầm, tôi nhấc máy nghe. Đại đội 16 liên lạc nghe. Đầu dây bên kia cho tôi gặp thằng học. Tôi lại chạy vào thì vẫn ngủ. Anh học, có thủ trưởng gặp. Chạy ra hầm thì ông Minh cầm máy nghe. Dạ rõ. Mục tiêu 2 là đại đội 17. Tôi nghe vậy la lớn, khẩu đội 1 bắn mục tiêu 2 đại đội 17. Chạy sang khẩu đội 2 bắn mục tiêu 2. Cứ thế hai ông già 82 thi đua nhả đạn. Không biết thế nào, tôi nhào vào luôn khẩu đội 1, tọng liền 2 quả. Bỗng tiếng anh học, để mẹ, ta bảo chúng mày thôi, chưa thằng 4102 đâu rồi, pha tao ấm chè. Thằng nào ra lệnh bắn? Bắn bắn cái gì?
Sáng sớm tôi ra kiểm tra khí tài thì hỡi ôi, hai quả đạn tịt liều chính khi chút ra. Do sợ không kịp thả đạn, tôi thả ngay xuống chân. Mấy anh đá lăn xuống chân cối. Bản đế nhấn chìm hai quả đạn mà không nổ. Hú hồn, mai mốt giao cho mày hết, mặc tình mà thả nhé, cái thằng 4102 này. Kiểm tra xong khẩu đội, sang khẩu đội 2. Anh học đêm qua tụi mày bắn tọa độ nào? Anh định tìm mục tiêu 2C19. Thằng liên lạc 4102 của anh nó lệnh mà. Liên lạc tên này thì chết tao rồi. Tôi không biết từ bao giờ hai đại đội trưởng của tôi nghiện trà từ thuở nào, cứ mở mắt ra là phải có ấm trà nóng. Thậm chí khi nổ súng, tôi lo sốt vó, tay bỡ cây cột nhà xây tròn trở lại. Còn ông thì khoan thai bưng từng ly trà, hớp từng ngụm, tay lấy tấm bản đồ kẹp nách, xong mới lấy tiếp cái địa bàn, thong thả đặt ly trà xuống bàn rồi mới ra hầm pháo. Đúng là mà cũ bắt nạt ma mới, tất cả các lỗi sai phạm đều đổ lên đầu tôi. Không hoàn thành nhiệm vụ, truyền đạt sai mục tiêu, tự ý vào hầm pháo, thả cối khi số pháo đang tác chiến. Nhưng khi các đồng chí say xỉn hết giáo, tôi phán một câu, làm mấy cha tôi ngồi kiểm điểm cả buổi, nhất là số pháo. Còn bê trưởng thì bị chính trị viên rũa tè tua. Đáng lý ra khi nổ súng thì các đơn vị lên máy, chỉ huy nắm tọa độ do tác chiến trung đoàn báo xuống. Chừng nào có yêu cầu trực tiếp của đơn vị nổ súng hoặc tác chiến trung đoàn thì nổ súng chi viện theo cơ số đạn. Nhưng ở đây chưa có lệnh, nếu hôm đó có đơn vị hoạt động trong tọa độ thì nguy to. Còn tôi vào hầm pháo là do lúc đó liều chính cứ tịt liên tục, bắn 2-3 quả chỉ phải chút nòng, hiệu chỉnh lại máy ngắm, tiện tay thả 2 quả xem sao. Vậy mà cả năm sau mới bắn đến quả thứ 3. Sống lâu thì lên lão làng, nhưng mà lão làng của dê tôi thì còn khá nhiều. Vì thế nên rảnh rỗi chỉ tính chuyện nhậu nhẹt, lừa gạt các lính trẻ chúng tôi. Vào một bữa trưa, khi nhìn thấy tôi vội vã đi tắm, khi tiếng kẻng chưa báo thức, lão láng y tá để ý, nên khi vào hội trường, lão ta phán tôi bị bệnh bắn máy bay. Muốn khỏi bệnh thì phải có đồ lót phụ nữ gối đầu nằm 3 hôm thì sẽ khỏi. Nên vài hôm thì lão dẫn tôi ra quán bà chị chăn thà. Lúc đầu thì bảo tôi, sau thì tôi phải lo cho thằng trả. Nhưng có thấy cái của nợ đó đâu mà đánh cắp. Tiếng thì không biết nhưng giết cũng hiền. Tôi đi một mình, ngày nào không ra cảm thấy khó chịu. Tôi gác xách súng ra cầu thang nói chuyện mỏi tay. Cuối cùng anh Ngọc phát hiện đá đít tôi. Để mẹ mày quá lắm, có làm ăn gì không? Sáng sớm hôm sau, khoảng 5 giờ, bà chị chăn tha chạy vào đơn vị, la ó vang trời. Tà Hiên, bòn học cho pơ te. Thằng Hiền, anh nuôi đại đội bộ. Cái thằng cũng nhập ngũ với tôi, gốc ở Tân Bình, lên kinh tế mới ở Tân Hưng, Tây Ninh. Mang khẩu súng ngắn. Khẩu súng này là của anh Tuấn, đặc công, người Tây Ninh cho nó, hay gửi tôi không rõ. Nhưng anh có kể cho tôi nghe. Anh vừa công tác về thu được khẩu súng đó. Trông nhỏ gọn và mấy trái mini. Nó bịt mắt vào nhà, bắt chói bà chị chăn thà, tống trái chanh vào miệng, lục soát rồi lấy tiền. Thấy chị cũng còn ngon, lên làm luôn một cặp. Phê quá, tuột cả khăn che mặt. Vậy mà coi như chuyện chưa hề xảy ra. Về nấu cơm rồi đi ngủ. Khi đơn vị tập trung cho chị xem mặt, tôi rụng rời tay chân. Anh học hỏi tôi, 4102, mày có không vậy? Cuối cùng thì nẹ tiệp, tiệp đam bài lục thum. Quân pháp trung đoàn xuống, chính quyền ca vào đưa đi đâu thì không rõ, cho đến ngày tôi ra quân. Rồi gần một tháng sau, giữa trưa, lão cử lên nhờ tôi đọc và viết hộ lá thư xong, còn nhờ tôi viết hộ tờ đơn xin trợ cấp. Tôi thắc mắc sao mới nghe thấy trợ cấp này. Lão tỉnh bơ, vậy thằng Minh quản lý ăn chặn của mày rồi. Tôi lên thẳng anh Minh hỏi tiền trợ cấp đó. Thằng cha cũng tỉnh queo phán, mày thế làm đơn chưa? Y tá xác nhận vào đem ban chỉ huy duyệt gửi lên trung đoàn, tháng sau mới có. Làm đơn thì dễ rồi, nhưng vào tay lão láng y tá thì khám tra khảo đủ thứ mới xác nhận. Tôi cầm tờ đơn lên anh học. Dạ, anh xét duyệt dùm em cái đơn. Để mẹ,
mấy cái thằng lính già nó trêu mày thôi. Trăng đã ngả xuống ngọn tre, xuyên qua tán lá, soi rõ dấu chân đoàn chúng tôi lạnh lẽ bước đi trong đêm, mang nặng nỗi buồn lo âu chịu nặng khi đã thất lạc hai đồng chí. Nếu như không có cuộc truy kích lúc chiều của địch thì giờ này có lẽ chúng tôi đã được nghỉ ngơi. Riêng tôi còn có thời gian nhìn lên bầu trời ngắm các vì sao, các ánh trăng khuya cuối cùng của năm cũ, để nhớ về quê hương Việt Nam yêu dấu, gia đình, bạn bè, người yêu và kỷ niệm xôn xao của những ngày cuối năm. Nhưng tôi thật sự hoảng loạn, sợ sệt, lê bước chân đi trong tuyệt vọng. Không biết rồi mình có về được đến đơn vị hay không như hai đồng chí kia. Tôi mới thật sự thấm thía thế nào là đi điều nghiên. Vào một buổi sáng, đại đội trưởng lên trung đoàn về, anh có vẻ vội vã. Lệnh cho tôi mời các bê trưởng lên giao ban gấp. Lạ là thường tầm chiều mới giao ban, sau hôm nay giao ban sớm, chắc có nhiệm vụ quan trọng. Tôi cố nghe lỏm xem chuyện gì. Đúng là đi điều nghiên. Đơn thuần tôi nghĩ đi điều nghiên như đi cưỡi ngựa xem hoa. Chứ ở nhà mấy cha lính cũ bắt chặt tre, cắt chanh, xin phân bò chán chết, nên quyết tâm xin đi cho bằng được. Lúc đầu thì xe trưởng không cho, sau tôi xin mãi anh cũng xiêu lòng. Nhưng lạ là lần này không cho mang phích nước ấm trà theo, mà chỉ mang trà thôi. Tăng võng gọn nhẹ, lương thực cơm sấy, lương khô quân khu 7, mắm quân khu 9. 8 giờ tôi và đại đội trưởng cùng anh Định bê trưởng, anh Thịnh bê phó và anh Hoài A trưởng lên chốt cây cháy. Vũ khí an toàn AK và M67, MK3. Đúng giờ G, toàn đoàn xuất phát. Mục tiêu cuối cùng là tọa độ X. Nhiệm vụ là đeo bám hành lang của post từ bắc xuống, đưa quân và vũ khí đánh phá trong nội địa. Quy ước được thống nhất như sau: hỏi 3 phát AK, trả lời 5 phát. Tín hiệu đèn hỏi 4 chớp, trả lời 2 chớp. Mật khẩu hỏi Sài Gòn, trả lời là Hải Phòng. Chúng tôi hành quân theo lộ 68 lên hướng An Long ven, chừng 6 cây số, rẽ trái vào khu rừng thưa có những cây dầu khá to. Có lẽ trăng sáng quá nên trinh sát cứ men theo bờ rừng đi cho đến lúc trăng xuống tận ngọn tre. Trời sầm tối thì gà rừng gáy liên tục. Ở xa xa vẫn tiếng thập thùng lông thôn của phương nào đó. Bỗng nhiên phản xạ ai cũng ngồi xuống. Trinh sát báo phía trước có 2 người và 1 con chó, nhưng họ không phát hiện ra chúng tôi. Chờ cho trinh sát bám theo chừng 30 phút, chúng tôi lại tiếp tục hành quân. Tiếng trống ngày càng gần, phía trước là bờ mương. Chúng tôi nằm phía ngoài cho trinh sát và đặc công tiềm nhập vào nắm tình hình. Nghe nói lại có 7-8 thằng ngủ và 2 thằng ngồi vỗ trống với mấy mê nai thôi. Trời se lạnh, sương xuống bao phủ cả cánh đồng, không còn thấy ánh trăng nữa. Chúng tôi trút trở lại bìa rừng, bỏ lại cái phum nhỏ, nhà cửa lèo tèo, không thấy cây tốt nốt nào, chắc là mới xây dựng. Không biết lý do gì mà lúc này đội hình phải vận động nhanh vào sâu trong rừng, chừng 3 cây số mới được nghỉ giải lao. Tôi cố gắng bám đội hình, nếu còn đi tiếp chắc tôi khó lòng đi nổi. Tôi nằm ngủ lúc nào cũng không ai biết, đến khi anh Định gọi dậy lấy cho xe trưởng nắm trà. Hai anh bỏ vào miệng nhai ngon lành, bảo tôi ăn cơm vắt còn lại hôm trước, xong ra đổi gác cho anh Hoài. Tôi thay cho anh Hoài. Nơi anh chọn ngồi gác là một vị trí khá tốt, tầm quan sát rộng. Bỗng đâu một đàn lợn rừng xuất hiện, chừng hơn chục con. Chúng cứ nhằm hướng tôi mà ủi ngày càng gần. Tôi móc trái M67 chọi vào đầu con lợn đực. Hú hồn, nó chạy vụt đi, chứ không thì tôi đã bỏ chạy rồi. Gần 2 giờ sau, anh Hoài ra bảo tôi tranh thủ đi vệ sinh, giữ không để dấu vết lại. Anh cảnh giới cho tôi. Xong độ 10 phút thì hai anh em cùng vào. Anh Định cũng ra khoác tay, chúng tôi vào đội hình lên đường. Anh luôn nhắc tôi nên bám sát đội hình, uống ít nước thôi, giữ khoảng cách 30 mét vào ban ngày. Vì rừng thưa, chúng tôi hành quân đến xế trưa thì nghỉ giải lao. Khi giải lao xong, đi chưa được 20 phút thì ở phía trước khoác tay. Tất cả đội hình vặt ra hai bên để chờ lệnh. Trinh sát báo
đội hình lọt vào cứ của địch. Tất cả sẵn sàng nổ súng. 5 phút, 10 phút, rồi 20 phút, đội hình lại tiếp tục hành quân. Thì ra, cứ của mấy thằng bốt chết. Sao nó không tiêu mà chôn và tắp mộ còn căng tấm tăng Trung Quốc, thấy mà phiền. Nhưng không ai được phép đụng vào. Đội hình chúng tôi có lúc cắt qua cái đường mòn của địch, nó đi vén lá khô, để lại rõ dấu giáp dầu. Có cả lon đồ hộp nấu ăn, bếp vẫn còn ấm, chứng tỏ nó mới hôm qua. Thỉnh thoảng lại có tiếng AK, đội hình lại dừng lại. Lần này trinh sát báo là vào cứ của địch, phát hiện chúng mắc võng nằm gác. Chờ gần 30 phút, đợi trinh sát và đặc công luồn sâu để bắt sống, nhưng lại là một cái xác khô. Có lẽ thằng này bị bệnh, mắc võng rồi nằm chết luôn. Có khẩu AK còn mới tinh. Đại đội 19 cài lại mấy trái mìn rồi tiếp tục hành quân cho đến tối. Địa hình phức tạp khó đi nên cứ ùn ứ trở lại hoài. Cuối cùng đành nghỉ lại qua đêm ở nơi đây. Ban đêm ở rừng núi Đăng Rách với cái lạnh thấu xương, chừng 10 giờ đêm mà sương xuống ướt sũng bờ vai tôi. Khẩu AK lạnh buốt tưởng chừng như cục nước đá ở trên vai. Trăng 16 tỏ rõ từng bóng cây đung đưa. Một tiếng rốp phía trước, tôi nghe giật mình, hạ nòng súng xuống về phía tiếng động rồi mở khóa an toàn. Tôi đã liệng hai hòn đá về phía anh Định nhưng chưa thấy anh trả lời. Tôi nằm xuống cố gắng quan sát, những cành lá cứ đong đưa. Im lặng một lúc rồi lại tiếp tục. Lúc này anh Định đã bò tới chỗ tôi, nói khẽ, không được nổ súng, nghe chưa? Nếu có vào vị trí em thì em ném lựu đạn và rút về sau. Tôi hồi hộp căng thẳng, rút chốt trái M67, chờ đợi. 1, 2, giơ tay. Nhưng một con bò rừng to như con trâu đồng vụt bỏ chạy. Tội cho tôi, tay cầm quả 67, tay mò tìm cái chốt an toàn lúc nãy rút ra, để ở đâu không còn nhớ. Lần tìm gần 30 phút mới ra, nếu không chắc khỏi phải đi ngủ luôn, vì lần đầu rút chốt lựu đạn mà tay nó cứ run lên. Đổi gác cho anh Định, tôi lùi về phía sau khoảng 20 mét, rúc vào tán cây, quấn lấy cái võng rồi nằm ngủ. Nhưng vừa thiếp đi thì giật mình, hình như có ai đó đứng gần để bắt sống tôi. Chằn chọc mãi rồi tôi cũng thiếp đi, mơ bắn được con nai. Cả đơn vị đang liên quan với món nai nướng ở trên bếp hồng. Tôi nghe tiếng phịch. Tôi phản xạ choàng dậy, quan sát bò nhẹ tới chỗ anh Định. Có, nó ra. Để mẹ, ngủ thì không ú a ú ớ, vồ nó táng bỏ mẹ mày bây giờ. Sắp tới giờ rồi, chuẩn bị hành quân tiếp, nghe không? Trăng ngả xuống hàng cây, trời sầm tối. Chúng tôi men theo thuyền dốc bìa rừng, đến sáng thì gặp con suối, nước rất ít, nhưng toàn là cá đặc quánh như trong xịa ở mấy bà đi chợ. Càng lên phía trên thì cá chết trắng, bốc mùi hôi thối kinh khủng. Nguồn nước bị ô nhiễm, chúng tôi không thể nào sử dụng được, nên cuối cùng là tìm cây rừng. Thật tuyệt với những thứ quý báu khi tôi có kinh nghiệm đi rừng. Nhưng sao lại là dây giếng trời? Còn tên gọi khác thì tôi đã quên, nhưng tiếng dân tộc Mường Thanh Hóa. Đến tầm khoảng 3 giờ chiều, chúng tôi đang đi trong rừng già tán cao thì phát hiện một đoạn suối cụt nước không sâu, có nơi hơn 5 tấc nước, trong nhưng mà vàng. Đại đội trưởng không cho tôi lấy nước uống, chỉ để dự phòng thôi. Trong rừng 3 ngày không tắm, gặp nước như lân gặp pháo. Chúng tôi thay phiên nhau cảnh giới để tắm rửa, nhưng vừa chạm tay xuống nước thì nó lạnh buốt nổi cả da gà. Tôi tính nghỉ nhưng tiếc nên trở xuống một chân trên cây mục. Chân kia tiện thể dẫm lên cái gò mô mô. Bỗng nó vụt chợt chạy đi. Tôi té bò dưới suối, miệng la làng, ma, ma, các anh ơi. Anh Định lấy khẩu AK bật cái lê đâm vào nó. Nó lại vụt chạy. Thì ra là con cua đinh. Nó giống như con rùa, nhưng cái mai nó mềm. Nó to hơn cái song 20 con nhu một chút. Anh Bường đại đội 17 lại bảo mọi người lật trở lại cho ông đi, đừng quấy rầy, không tốt. Còn mấy ông kia thì ước gì ở nhà mình cái sụng kia ngon hơn thịt kỳ đà. Độ chừng 20 phút thì ở phía kia lại xôn xao,
có một con trăn gần 4 mét quật ngã một anh xê phó bộ binh khi đang đứng vệ sinh. Không biết điềm chẳng lành hay thời gian có hạn, lệnh khẩn trương hành quân tức thì. Có người còn chưa kịp tắm rửa. Ra đến khu rừng già thì trời đã sập tối. Đi chừng hơn một cây số nữa thì dừng lại nghỉ. Có lẽ đêm nay dừng chân ở nơi đây. Nhưng chưa đầy 10 phút thì lệnh rời khỏi khu vực này. Cơ động nhanh, có dấu hiệu địch đang đeo bám chúng ta. Tôi khẩn trương rời vị trí, cơ động lên phía trước. Các xe trưởng bỗng phía sau bùng, bình, liên tiếp tiếng AK rồi im lặng luôn. Chúng tôi vận động chừng 2 cây số thì chia làm hai mũi, song song cắt về Tô Lo So, qua một đơn vị bạn, hình như là trung đoàn 10 biên phòng. Lên vài cây số nữa, qua một con suối, có chiếc GMC mới tinh nhưng đã bị tháo phụ tùng. Chắc xe của Post tháo chạy hoặc vận chuyển vũ khí xuống bị hư. Anh Thịnh bê phó và một đồng chí nữa lạc đội hình, lặng lẽ bước đi trong đêm bị truy kích. Tôi không còn tụt tạt rơi rớt ở phía sau đội hình. Chân không thấy mỏi nữa, vai lại không thấy đau, bụng không biết đói. Cho đến khi ra khỏi khu rừng có chiếc GMC hư vào tầm ở giữa trưa thì đội hình dừng lại chờ liên lạc và xác định lại tọa độ. Như vậy đội hình chúng tôi đã đi đúng hướng. Đây là con lộ đi lên biên giới. Lâu ngày cây cỏ mọc tùm, quan sát kỹ mới nhận ra con đường vì không có cây lớn. Trinh sát dẫn đường thật chính xác, chắc có nhiều kinh nghiệm lắm, nên hành quân chừng hơn 1 giờ thì lọt ngay vào đơn vị bạn. Không còn quan tâm mấy nên chỉ nhớ là tiểu đoàn, hình như là tiểu đoàn 5 hay tiểu đoàn biên phòng nào đấy. Tôi như người sống lại, cơn khát đến trước tiên, sau đó là đói, cuối cùng là đôi chân rã rời, phồng rộp lột ra. Đến lớp thứ 2 rồi, nó rỉ máu, đôi vai thì ê ẩm. Đoàn chúng tôi nghỉ chừng 1 tiếng thì lại phải lên đường. Đơn vị đóng quân ở nơi đây cũng vất vả vì nước rất hiếm, xin không cho. Thấy trong máng tre lót ni lông toàn cạn bùn. Thật tình, tôi cố gắng lê từng bước chân đi, nhưng có lẽ lúc này 1 cân no bằng 10 cân. Lê lết cho đến khuya mới dừng quân nghỉ. Mặc dù cứ 1-2 tiếng thì nghỉ giải lao, nhưng thân xác tôi rã rời. Nằm xuống tôi ngủ một giấc cho đến khi anh Định bảo tôi thay ca gác cho anh Hoài. Nhưng ra tới nơi thì ông cũng phê từ lúc nào. Tôi gọi khẽ, anh giật mình nói: anh cũng mệt lắm, nhưng thôi anh em mình cùng gác luôn, cũng gần sáng rồi. Chùm sao vua tỏ rõ trên bầu trời. Ngày mai trưa thì mình về tới Sầm Rông rồi. Theo trên bản đồ thì còn hơn 30 cây số đường thôi. Tôi cảm thấy yên tâm và mong trời mau sáng. Có những người lính trong cuộc chiến mới hiểu hết những gì đồng đội mình hy sinh, gian lao khổ cực. Cách thèm một giấc ngủ thôi cũng không được. Quân lệnh mà nói đi là phải đi, nói nghỉ mới được nghỉ. Không chờ, không đợi, ngày mai thế nào khó ai biết được. Lệnh của trung đoàn là trong buổi sáng ngày mai phải có mặt ở đơn vị. Như vậy thì đoàn chúng tôi phải tiếp tục hành quân. Tôi đi theo quán tính, hình như vừa đi vừa ngủ hay sao mà cứ tông vào ba lô của ông Định mấy lần liền, bị ông chửi liên tục. Nhưng mà sức trai 18, cứ nạp đủ năng lượng là nó chạy đều, khỏe tốt. Tôi cũng lần theo đến sáng thì cũng vào vị trí của tiểu đoàn 1 đứng chân. Lính ở chợ mới thương lính chốt, nơi ăn trốn ở bằng không, từ rau xanh, gà vịt, nước, thuốc hút và hình như mang cái sốt rét rừng. Thằng Thịnh, thằng Chi và thằng Thọ ngày nào trắng đỏ hồng hào, bây giờ thì như tàu lá chuối, môi thì thâm đen, tóc loe hoe trở thành màu bùn, cặp mắt thì quầng đen. Chúng tôi gặp nhau trong giây lát, chưa nói hết những gì cần nói với nhau thì đã phải chia tay nhau trong vội vã vì đoàn đã lên đường rồi. Tôi quàng vội ba lô chạy theo đội hình đã lên đường 15 phút. Tôi và anh Hoài còn rớt lại cố gắng bám theo đội hình. Nhưng giữa rừng già, hai anh em cứ cắt theo dấu chân trên đường bò ở phía trước mà đi. Độ chừng 6 km, hai anh em ngồi nghỉ chừng 10 phút thì có một tiếng nổ vọng ở trong rừng già. Tôi lo sợ không biết chuyện gì đây thì tiếng AK nổ tăng tăng
Tăng! Ba phát. Anh Hoài nói, chắc có người trúng mìn rồi. Gọi đó vận động, lên độ chừng 700 mét. Thì tôi nhìn thấy ở phía trong, cách tường bò khoảng 20 mét, có hai lính thông tin đang quằn quại thảm thiết. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tính sát thương của mìn K-58. Nó dốc hết thớ thịt của đôi chân lên tận đùi, trơ lại ống xương đầu gối. Mắt tôi tối sầm lại như con lật đật. Lúc này, anh Hoài kêu tôi làm gì thì tôi làm cái đó, chứ không định tâm được. Hai tay giữ phần còn lại của hai cái chân cho anh Caro, mà tôi dùng mình. Lúc này thì lính cũng vận động cùng y tá tiểu đoàn lên chăm sóc những anh cũng bị hy sinh. Trong vài phút sau đó, người sắp ra đi thường trăng trối về cho mẹ. Tôi nghe anh nói, anh Bảng ơi, cái gì đó cho mẹ em. Anh khóc kể lể nhiều lắm, cho đến khi kiệt sức và chút hơi thở cuối cùng. Tôi và anh Hoài cùng tranh thủ đuổi theo đội hình, nhưng vừa bám kịp mình ngồi xuống thì đoàn lại tiếp tục hành quân. Cái mệt đè lên cái ba lô, nhưng cái sinh mệnh mẹ mình sinh ra thì cần phải giữ gìn, nên cuối cùng thì cũng lết về đơn vị. Khí thế ngày Tết cũng đã được chuẩn bị. Quân nhu cung cấp nhu yếu phẩm là hai con heo đại đội bộ nuôi, cũng chuẩn bị cho ngày Tết. Ở đại đội bộ thì tôi và quản lý hai ngày rong rả nấu rượu. Tết cổ truyền của dân tộc lần đầu tiên trong đời lính. 30 Tết im ắng không một tiếng súng. Tiếng chuông từ chiếc radio vừa đổ xong thì không biết thằng Pốt hay lính ta khai hỏa mà lần lượt nổ súng. Mỗi đơn vị đóng góp nghe hoành tráng lắm. Khi 262 hạ nòng bắn 37 ly mới xôm tụ, tôi ra ngoài ké một băng AK. Ngày hôm sau phải tiếp khách các đại đội trực thuộc. Đúng là lính phía Bắc mấy ông gái giữ. Cây thông nòng súng xòm xung quanh nhà xem coi có chôn giấu rượu ở đâu không. Sau đó uống vào thì thỉnh thoảng kêu tôi và hỏi có thấy bao tử mấy cha nó chảy không và kêu khát rượu. Nhưng mánh này đã được xê trưởng huấn luyện rồi. Một cái chum chôn dưới đống của nhà bếp và chiêu nước lá rồi rượu đế thì làm sao mà về nổi, phải cho chó ăn chè thôi. Nhưng đại đội trưởng chúng tôi cũng phải bỏ ăn cả ngày hôm sau. Sau Tết có 5-6 ngày thì 90% quân số phải lên đường vào Vai Rin làm nhiệm vụ vì Pốt đang vây đánh mạnh ở khu vực này. Tôi được ở lại hậu cứ. Vài ngày sau thì cả đơn vị còn lại 4 người giữ cứ lạnh sườn sống, nhưng bù lại mỗi ngày một con gà và 3.000 mét vuông khoai lang. 1 kg bán 10 ria. Anh em ở nhà thoải mái với mề nai. Đêm gác con lợn của bà Chăn Tha, làm thế nào cộng với dây xích 3 mét mò vào đúng chỗ tôi gác, nên cũng góp phần thực phẩm cho chúng tôi. Mở tháng xong cho vào ống cối buộc lại, thả xuống giếng cả tuần mà không hư. Rồi còn làm cả giò thủ cũng thả xuống giếng giữ lạnh rất tốt. Những ngày nằm lại hậu cứ, anh em tôi không vui trò lắm vì phải căng ra gác ngày gác đêm mà chỉ có 4 anh em, thiếu vắng đồng đội và lạnh sườn. Một buổi sáng sớm có một đoàn và đơn vị và chuyên gia ta vào xin truy tìm tài liệu. Anh Hoài đồng ý cho bạn vào, tôi cùng anh đi theo quan sát. Có lẽ chúng tôi đi theo nên họ cứ luẩn quẩn gần 2 tiếng mà chưa xác định hướng vị trí. Xong tôi và anh bỏ vào nhà thì họ xuống vị trí A6B3, cách gốc cây dầu 3 mét thì họ đào. Tôi xuống đứng xem họ tìm gì, nhưng thật bất ngờ, với độ sâu 60 phân, cách dây thông hào có 1 mét là một thùng đại liên đựng toàn vàng khối và một ít giấy tờ. Xong họ mang đi mà trong lòng chúng tôi tiếc rẻ. Anh Hoài than thở, tiếc là ngày trước lão Hải để tao đào thêm 1 mét dây thông hào nữa là vồ mánh rồi. Lão sợ gần cây dầu to này mà bảo tao đừng đào, sợ xạ giới. Cả ngày hôm nay, 4 anh em chúng tôi cứ bàn tán suốt về thùng vàng. Bảo tôi không sao chịu xin một ít. Tôi cũng không biết vì sao nữa, hay quá bất ngờ vì lần đầu tiên thấy vàng nhiều như vậy. Rồi đêm nằm xuống mơ đào được thùng vàng, tôi bỏ đơn vị trốn về Xiêm Diệp, lang thang thích gì mùa đó,
vào chợ ăn liền 3 tô hủ tiếu Nam Vang, uống 10 ly đá hột é, 2 ổ bánh mì, sau cùng là thuê xe về Việt Nam. Nhưng khi về đến cửa khẩu, sợ bị bắt nên tôi đi đường vòng. Nhưng tôi lại gặp phải bọn làm tiền. Chúng bắt tôi rồi đánh đập, tôi bỏ chạy thì chúng bắn. Cứu, cứu. Dậy đi, cứu cái đầu mày à? Mày gác đến sáng đấy. Sáng sớm, theo xe ra trung đoàn, ra trông can. Nếu có đoàn vào Varin thì cũng vào luôn. Còn đồ anh em gửi lại thì sao? Cách nào mang nổi thì mang, còn không thì bỏ. Đời lính chúng tôi là vậy. Ra đi không biết có trở lại hay không. Tích tụ mua sắm, tiền kiếm gom góp, rồi vứt bỏ lại tất cả công lao. Mang ba lô lên vai, tôi ngẩng mặt nhìn lại doanh trại. Cái giàn mướp hương công tôi chăm bón hàng ngày này đã ra hoa. Buồng chuối xứ trái to chín bói. Lúa khoai lang anh em chúng tôi đang thu hoạch. Mái nhà tranh tôi phải lặn lội tận rừng sâu để cắt tranh về. Suýt nữa thì thất lạc ở trong rừng khi ngày mới về đơn vị. Chia tay chị Chăn Tha, ông già con nuôi, tạm biệt Sầm Rông thân yêu, chúng tôi lên đường. Chúng tôi giã từ mấy người thân ở Phum Thơ Mây, Sầm Rông, vội vàng vì còn rất sớm nên một số người cũng không hay tin anh em chúng tôi ra đi và bao giờ trở về. Theo xe của trung đoàn là khoảng 10 giờ thì bốn anh em có mặt ở trong can. Đến đây mới hiểu tình cảm của nhân dân đối với đơn vị tôi đóng quân năm 79-80. Họ tiếp đãi nhiệt tình, coi chúng tôi như những người bạn, người anh, người con đi xa trở về. Họ rối rít hỏi thăm, hình như từng tên các anh trong đơn vị. Có lẽ nhìn thấy tôi không quen. Chị hỏi anh Hoài, tên gì lính mới phải không? Anh giới thiệu tôi lính mới là Tà Lọt C trường học. Tất cả ổ lên một tiếng vẻ thích thú ngạc nhiên, rồi phát một tiếng tràng ca, rồi cười ngất đi. Tôi chỉ nghe được hai từ Xô Viết. Thắc mắc, tôi hỏi anh họ nói gì em đấy. Anh bảo, họ nói mày giống con gái Liên Xô. Có chịu làm rể bà ta không? Và tay chỉ cô gái chạc 17 tuổi. Tôi hơi ngượng đôi chút, lấy lại bình tĩnh, cũng phán một câu cho vui là yêu hết. Có lệnh theo kế hoạch là 13 giờ tập trung hành quân vào Varin. Nhưng tình cảm lâu ngày gặp người thân, người con gà, người con cá, chai rượu tập trung ở nhà chị Lina nấu ăn. Và mải Samaki mà đã 15 giờ hơn mà bốn chúng tôi mới giờ trông can. Lên đường cố bám theo đoàn, nhưng mấy anh đã thật sự thấm rượu. Đi trước thì tôi sợ lạc nên phải chờ. Cái chẳng lớn ở phía trước rộng thênh thang nhìn cuối chân trời. Tôi lầm lũi rồi cũng đến cuối chạng, đến bên một con suối cạn. Nhìn ở vết bùn đóng trên thân cây mà cọng cáp răng từ hai cây cổ thụ cũng đủ chứng tỏ mùa mưa ở vùng này thế nào. Công binh làm sợi cáp để mùa mưa quân ta hành quân qua sợi này. Lợi dụng địa hình này, bọn Pol Pot hay phục kích, gài mìn, thậm chí phá dây cáp gây cho ta tổn thất, hy sinh rất nhiều ở vị trí này. Trời đã sập tối mà mấy anh em vẫn nằm ở đó nghỉ. Tôi lo lắng, rồi không còn bắt kịp đoàn nữa. Hành quân lẻ tẻ như thế này, sao cảm thấy lạnh lạnh làm sao? Đi trước thì sợ đá mìn, đi sau thì sợ bọn Pốt nó tỉa. Nhưng rồi chúng tôi cũng đến được đại đội 17. Tôi tạm yên tâm vì có đơn vị ta. Nhưng lão Hoài không chịu nghỉ, mà lại tiếp tục đi nữa mới chết. Tôi cố nài. Thôi, anh ơi, nghỉ lại mai đi tiếp. Nhưng anh thì cho rằng đi như vậy an toàn hơn và mới kịp về đơn vị. 19 giờ, chúng tôi lại lên đường dưới ánh trăng lờ mờ, bám theo trục lộ đường bò ra hết bìa rừng tưa tới cái chạc chết. Nơi đây bọn Pốt thường xuyên phục kích. Nằm lại quan sát xem tình hình, xong anh vào đội hình tưa ra và cố gắng quan sát đeo bám nhau. Cứ như thế, qua được cái chạc này thì cũng 3 lần tôi thoát tim vì có dấu hiệu khả nghi. Phía trước thì ngồi lại chờ anh bỏ lên, sau đó quay lại khoác tay ra hiệu mới đi tiếp. 21 giờ thì cũng vào đến đại đội 19. Anh quyết định ngủ lại nơi đây. Và lại
ban chỉ huy cũng không đồng ý để cho chúng tôi đi tiếp. Anh xin báo 4 suất cơm khách. Lâu ngày anh em gặp lại, tôi bảo thằng Thắng đưa tôi đi tắm. Mới tắm xong, đang kiếm chỗ phơi đồ thì từ phía bìa rừng loáng thoáng hai thằng mặc quần áo đen mang hai khẩu súng đi ngay đến chỗ tôi. Chỉ kịp ú ớ, nó kìa, pốt pốt, thì hai thằng đó đã vào tới gian nhà. Hai thằng giơ khẩu súng lên buông những lời gì đó. Thì ra hai thằng pốt con quê tận Sở Vây Riêng bị bắt lính lên đây đóng quân, cách C-19 đến 3 ngày đường gần khu vực An Long Ven. Chúng bỏ ngũ trốn cắt đường vào con đường bò chúng tôi đi lúc nãy, mệt nằm nghỉ ở phía trong. Thấy bộ đội Việt Nam đi, đi theo tới đơn vị bộ đội đóng quân rồi xin giúp đỡ. Mặc dù hành quân trong rừng 3 ngày, tuy đói khát nhưng sau khi ăn hết 4 suất cơm của anh em tôi báo thì hai chú cũng lấy lại sức, báo cáo lại tình hình, lý do bỏ ngũ, chế độ lính pốt sống thế nào, nhiệm vụ biên chế phiên hiệu và còn vẽ lại sơ đồ bố trí hỏa lực của địch, nhưng không biết thật giả thế nào. Vậy là đêm nay đại đội 19 có 4 khách lỡ đường, 2 khách đặc biệt. Ban chỉ huy có vẻ quan tâm lắm vì trung đoàn điện xuống liên tục. Ngày mai có lực lượng đưa hai thằng này về bàn giao cho sư đoàn ở Vairin. Tháng 3 năm 1982, nơi tôi mất đi người sư trưởng kính mến. Qua một đêm dài thao tức cho gần đến sáng nên anh em chúng tôi dậy trễ. Trong lúc đó, bộ phận thông đường đã đi làm nhiệm vụ từ lâu. Như vậy, 4 anh em lại phải lên đường trong tình huống lạnh lưng. Nhưng rồi Vairin cũng đã hiện ra ở trước. Khi anh em chúng tôi lên bờ đập, cái cảnh nhà âm xuống đất của D1 làm tôi nhớ lại lần đầu tiên nổ súng ở chốt lộ 68 lên cầu cháy trung đoàn 429. Đến trung đoàn bộ, tranh thủ vào vệ binh xin tí nước uống vì có đồng hương, anh Nghĩa và anh Đỏ tân biên. Nhưng hai anh đang làm nhiệm vụ khai thác tù binh. Tôi đứng ngoài xem thế nào, chợt dùng mình ám ảnh mãi, về sau không dám xem nữa. Tôi tranh thủ về đơn vị để anh em chờ. Còn thư từ mấy tháng nay tồn đọng ở trong can rất nhiều, tôi phải mang vào. Anh em đang trông, kẻ cười người khóc, nhất là anh cử lính 78, cha mất nên anh khóc suốt. Còn lại là tin vui trúng mùa. Nhưng có một cái làm tôi thắc mắc là chừng nào con về phép nhớ mua cho bố đôi xăm lốp. Đêm đầu tiên ở Varin nó lạnh lẽo làm sao. Tôi muốn xuống các bê chơi nhưng không một ngọn lửa. Màn đêm bao trùm cả phum, chỉ có ánh lửa dưới nhà sàn của dân ca. Không một người dân nào ra khỏi nhà. Và cày ở cái phum này hình như không có con nào cả, không biết là do đâu. Tôi cũng mò được xuống B2 thằng Thắng. Trong màn đêm đó thì lính vẫn trà thuốc chè sữa đậu xanh. Cái lon móp méo tròn đặc quánh lại một cục, nhưng cũng béo ngon tuyệt. Thuốc thì mấy tay thuốc lào kéo nghe sướng tai. Chợt tiếng anh Học, xe trưởng, chửi: "Đêm mẹ chúng mày cứ tụ tập, có ngày chết cả lũ." Tranh thủ màn đêm, 4102 giọt lẹ về xe bộ, leo lên bộ ván ngủ cho đến gần sáng thì thằng Phát kêu dậy: "Sao mày lại ngủ dưới sàn nhà?" Cả mấy đêm tôi ngủ trên cái phản gò này. Khi thức dậy thì cảm thấy mệt mỏi, cảm giác như đêm có vật nào đè lên người tôi, nên hôm sau tôi phải chuyển sang vị trí khác thì ngủ ngon hơn. Thằng Long Văn Thư và Lão Minh quản lý nhìn tôi cười. Vì sao lại như vậy? Không một ai đưa ra câu nói nào, chỉ lặng thinh và ngầm hiểu nó như vậy đấy. Được vài hôm, anh Bình xe trưởng chính trị trả phép vào toàn đại đội. Không khí có vẻ nhộn nhịp hơn vì đồng hương đồng khói đến thăm liên tục. Mà khách tới nhà không gà thì vịt, tiệc tùng thì có bộ phận phục vụ xe bộ lo, gà vịt thì cũng hết. Chúng tôi chuyển sang đánh cá bằng chất nổ. Những con cá nặng 5 cân và cá leo 2 cân rưỡi, làm thịt ra cái bao tử như cái chén, béo ngậy giòn tan. Ở xe bộ liên hoan thì bê bộ cũng liên hoan. Rượu trong phum nấu không kịp cho chúng tôi uống, phải lên phum khác mua về. Một hôm, tôi và anh Tuấn
anh láng y tá, anh phát anh nuôi, tiếp tục đi cải thiện. Trái đầu tiên đi xa hơn vị trí cũ, không có kết quả gì ngoài vài con cá trắng. Anh láng quyết định về lại cái cầu trái. Lúc này nước đục ngầu, giữa trưa nắng gắt mà lão ta cứ ngồi phù phù. Chợt anh định la to, nó cháy rồi, ném đi. Một cuộn nước bay lên cao khỏi mặt nước hơn 10 mét, bao phủ lên đầu, ướt hết người cả tôi. Tôi hốt hoảng la lên, chết em rồi. Sau định thần lại là do cây cối theo nước quấn bay lên trời, trúng đầu, chứ không bị gì. Nhưng cũng hoảng lắm. Lão láng cười hề hề, bảo mặt tôi xanh như đít nhái. Cuộc mò tìm bắt đầu là những con cá nhỏ, sau thì lớn dần. Chợt lão láng trồi lên khỏi mặt nước la lớn, tất cả tập trung lại đây, mẹ nó nhiều cá lắm. Cá to không? Một con cá leo 2 cân và một cái sọ người lão ném vào tôi. Cuối cùng thì cũng mang số cá về, cũng ngon vô cùng. Nhưng kể từ đó tôi không còn ăn cái bao tử béo ngậy giòn tan kia nữa. Nhiệm vụ chính của xe tôi là chốt đường cho xe vận tải lương thực, đạn dược dự trữ cho mùa mưa, nên nhu yếu phẩm dồi dào. Nào là thịt cá hộp, sữa ông thọ hết đát, có cả lạp xưởng nữa. Vậy mà có lính nhà ta, có anh lại bảo là đậu đỏ ngon tuyệt, làm tôi chưng hửng khi đi cùng quản lý nhận hàng ở trên quân nhu. Có lẽ đất nước Chùa Tháp này cá là nguồn thủy sản nước ngọt nhiều, được chế biến thành những con khô thẻo béo mở vàng ôm. Các đơn vị cứ lên thoải mái xỏ sâu mang về phân cho các trung đội. Tôi thấy anh em chỉ dùng phần thịt, còn phần xương thì treo lên bếp. Không biết vì sao mà trâu bò ở trong phum cứ cách vài ngày thì lại lăn ra chết, mà trâu bò chết thì họ lại không ăn, nên anh em tôi được mồi mà lai dai. Vài ngày sau thì một số anh em tiếp xúc trực tiếp với thịt tươi thì các vị trí chảy xước trên cơ thể nổi mẩn, sừng tấy và đóng màu đen. Anh em gọi là bệnh than, không biết đúng hay sai. Tình hình chiến sự không có gì đáng quan tâm, chủ yếu là hướng cụ cầu đan, núi Hồng. Kể từ ngày tôi và Varin, cho đến nay chưa có tiếng súng giao tranh ác liệt. Tin tức từ số anh em đi viện về kể lúc ở Sầm Rông, trông can nghe anh em 7705 kể lại rằng bọn Pốt mạnh đến mức đánh bao vây cả tiểu đoàn. Ngày thì không dám ra khỏi đơn vị, tối thì chúng vào phum nhảy lăm thôn với các mề nài. Chắc có lẽ đây là chiến thuật nghi binh của chúng, trong quá trình chuyển quân luồn sâu vào nội địa, tránh đụng độ với quân ta để giữ bí mật. Nhưng tình cờ, vào đêm 19-20 âm lịch, khi trăng đã nghiêng, tầm 3 giờ sáng, tôi và anh Định, bê trưởng, anh Phát anh nuôi cùng nhau lên phum chít hay chết gì đó để thu hoạch nước tốt nốt. Đây là lần thứ 3 anh em chúng tôi làm chuyện này. Do tình cờ lên đại đội 21 chơi, đi ngang qua đây vào buổi chiều tối. Anh Phát nhiệm vụ leo cây lấy nước, tôi cho vào bình tông 10 lít và cái xị có quai, bình chứa dầu ăn 4 lít rưỡi màu vàng. Còn anh Định thì cảnh giới. Chợt nửa phía nam phum từ chẳng có ánh đèn pin chớp loáng qua. Tôi cua khẩu AK rút vào trong lùm cây. Lúc đầu nghĩ anh em đại đội 21 sợ bắn nhầm, nhưng qua ánh trăng lờ mờ là cả một đoàn quân súng ống liềng khiểng hơn 20 tên. Tôi run rẩy ôm khẩu AK ngồi im. Có một hai thằng đứng lại dọi đèn lên cây tốt nốt mà anh Phát đang ở trên đó. Không hiểu gì sao nó lại bỏ đi. Tôi định thần lại, lúc này mới biết mình thở và thoát chết. 10 phút sau anh Định mới bỏ lại và anh Phát tụt xuống, cũng không quên mấy ống thuốc nốt. Mấy anh em tôi men theo bỉa phum cắt xuống bờ suối để về đơn vị. Đây là lần cuối cùng tôi đi thu hoạch nước tốt nốt và được giữ kín cho đến khi ra quân. Rồi đến tận bây giờ, không biết anh Phát và anh Định có còn nhớ kỷ niệm khó quên này không. Những cơn mưa đầu mùa đã mang lại cho Varin một chút gì đó êm dịu hơn. Những cơn thiếu nước mà anh em tôi phải thức trắng đêm để tranh lấy nước với dân. Từng giọt nước, cái mạch nước rỉ ra suốt cả đêm, chỉ được hơn 200 lít.
chỉ đủ để đại đội bộ chúng tôi dùng ăn uống trong ngày. Có sống với anh em từ các miền quê trên đất nước mới cảm nhận được những cái kiến thức, tuy nó đơn giản nhưng cũng góp phần khắc phục mọi thiếu thốn trên chiến trường. Như anh Phát biến những cây tre kia thành máng hứng những giọt nước mưa đưa vào bể ni lông âm xuống đất chứa hàng khối nước, mặc sức cho anh em tôi dùng mà không tốn đến công sức hàng đêm. Như vậy là được ngủ thẳng cẳng, không sợ dân họ ra lấy hết nước nữa. Cũng gần đến ngày lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, cùng với niềm vui của cánh lính 78 chuẩn bị ra quân, mấy anh ta cứ luân phiên tìm cày mở tiệc liên hoan, chia tay làm cánh lính mới chúng tôi càng thêm buồn. Rồi ngày mai sẽ ra sao khi nhóm tân binh mới ken về, mà tôi phải xuống sống cùng họ khi chưa từng trải qua chiến đấu và phụ trách chiến đấu. Rồi từng cơn mưa cứ đổ xuống vùng đất này, mang lại sự sống cho cây cỏ. Cũng là lúc những con thú đổ ra chảng cỏ xanh mướt ở bìa rừng. Có đi săn mới thấy thú vị cảm giác khi hạ được một con mễn mang về cho đơn vị. Nhưng đâu ai có nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra khi xung quanh chúng ta là kẻ thù. Một khẩu AK với hơn 100 viên đạn. Tôi và xe trưởng cứ thế ung dung suốt 3-4 tiếng ở trong rừng, không có thì ra bìa. Tôi lo sợ, nhưng là liên lạc cho thủ trưởng, mà không đi thì biết làm sao. Nhưng nửa đêm như thế, tôi rùng mình ớn lạnh, linh cảm có gì đó không ổn. Tôi bạo gan hỏi đại đội trưởng Bình: nếu như vậy lỡ gặp địch thì sao anh? Nổ súng thì tao tắt đèn, mạnh ai nấy về. Anh cười. 5 giờ sáng ngày 1 tháng 5 năm 1982, trời mờ sáng, tôi vội vàng vệ sinh và khoác khẩu AK như thường lệ, léo đẹo ở phía sau đi sâu vào bìa rừng, lối đường bò phía bắc Varin. Sau đó sẽ cắt chéo lên hướng đông bắc về phía hướng đại đội 21 đóng quân. Nơi đó là một cái chảng lớn. Tôi và anh gặp bầy lợn rừng và hạ được một con mễn mấy hôm trước. Tầm 1 giờ trôi qua nhưng không thấy một con thú rừng nào xuất hiện. Anh gọi tôi lại bảo: thôi mày chạy về nhanh đi, xem tụi nó chọc tiết lợn, lấy tiết canh, cho anh làm tiết canh nghe chưa. Tôi vừa đi vừa chạy chừng 150 mét thì có tiếng xe bò chạy phía sau, nhưng không có ai ở trên xe. Nhưng lạ, hai con bò cứ thế chạy sổng sộc và mất hút theo đường mòn. Tôi đang lững thững ra gần bìa rừng thì ung oanh, tiếng AK nổ kèm theo tiếng B40, B41. Nhìn vào hướng anh Bình đang ở trong đó, những mảng cây bay lên cùng với khói rồi im lặng. Tôi chạy vào, không biết suy nghĩ thế nào lại chạy ngược ra. Lúc này đơn vị đã tổ chức vận động lên, không dám đi vào đường bò mà bám cặp theo lên vị trí nổ súng. Ít nhất hai quả B41 táng vào gốc cây ở cạnh đường bò, chỉ cách nhau 20 mét. Nhưng anh Bình không tìm thấy, không để lại dấu tích hoặc vệt máu nào chứng tỏ anh bị thương. Đại đội 21 vận động lên tạo thế gọng kìm tìm kiếm nhưng không phát hiện. Ngoài những người dân đi dãy, họ nghe tiếng súng nên sợ đã bỏ chạy về. Gần 4 giờ tìm kiếm không có kết quả, lệnh gọi tôi về cho quân pháp trung đoàn làm việc. Tôi chỉ biết khóc trong cái đau và hận thù kẻ ra tay nổ súng, chính là cái thằng có chiếc xe bò vô chủ tôi đã gặp, có gò mắt tím bầm bí hiểm mà tôi đã từng gặp hắn ở trong phum khi ở bìa rừng, và lần phum trưởng điều hắn đi vận chuyển đạn lương thực trên chiếc xe bò trên. Đau đớn nào hơn khi đồng đội mình chưa tìm thấy mà cảnh anh em ăn nhậu vô tư. Ông Triều lúc này là đại đội phó, suy nghĩ thế nào mà lại cho anh em rút hết về để tiệc tùng. Đau lòng hơn khi nghe một vị trên trung đoàn phán một câu nghe lạnh lùng hơn là chết, thì thôi chứ còn sống phải bị kỷ luật nữa. 13 giờ anh Định gọi tôi cùng hơn 10 anh em tiếp tục tìm kiếm. Khi trưa, tôi ngồi nghe như có tiếng AK nổ từng phát vọng ra ở hướng nổ súng. Trước khi đi, anh Định lên kế hoạch chia thành tổ tam tam hỗ trợ cho nhau khi có nổ súng và chiến đấu tại chỗ để chờ chi viện. 2 tiếng trôi qua,
chúng tôi tìm kiếm mở rộng ra phạm vi 500 mét, sâu về hướng bắc, cách đường bò 100 mét, thì thấy xe trưởng nằm úp bất động. Anh định gọi tôi lại báo cho anh em cảnh giới, phát hiện xác, nhưng coi chừng bị địch gài mìn mai phục. Xong anh lấy một sợi dây dù từ chiếc võng của tôi, anh từ từ bò vào cạnh xác của anh xe trưởng, cột vào thắt lưng, kéo anh ra chừng 5 mét thì đứt thắt lưng. Anh quắc tôi bò vào cẩn thận đưa anh ra ngoài. Lúc này thi thể anh đã cứng, tay bịt vết thương, tay còn lại đặt vào cò súng. Giá như cuộc tìm kiếm quyết liệt hơn thì với vết thương ở phần dưới bụng do một viên đạn nhọn xuyên qua ốp tay AK tiệp tạt vào phía dưới bệ khóa nòng mới đi vào phần bọng đái và nằm lại trong đó thì đã không nặng lắm. Nhưng vết đạn cày vào thân cây chứng tỏ anh còn đủ lực để cầu cứu đồng đội. Lương tâm con người để ở đâu khi họ tranh thủ đi cái chìa khóa anh đeo trên cổ để làm chi? Chắc các đồng đội sẽ hiểu ra. Suốt đêm hôm ấy và cả tuần sau, tôi không tài nào ngủ được. Mơ màng trong tiềm thức, tiếng anh vọng lại kêu la, trách móc tôi để cho thằng đó lấy tiền quà của anh. Lấy gì anh cho con anh đây? Nỗi ám ảnh cứ vây lấy tôi. Hình ảnh nụ cười khi anh nhận được lá thư từ hậu phương mà anh phải trông đợi. Tin từ trông can gọi vào báo anh có thư qua anh bằng thông tin. Nhưng cánh thư đó lại lọt vào tay đồng hương anh rồi. Tiệc tùng khao đi dù chẳng cu tí hay vịt trời. Từ lúc nhận tin thư, tôi thấy anh vui vẻ, miệng lẩm bẩm tính toán, bàn cãi với mấy anh em đồng hương và cả trong đơn vị. Quả quyết là sinh con trai. Anh lấy ra mấy bộ đồ trẻ con xinh xắn mà khi trả phép anh đã mua ở Xiêm Riệp. Cứ mấy bộ đồ trẻ con đó mà ngày nào anh cũng xâm soi, xếp tới xếp lui. Tôi cảm nhận được cái tình cảm thiêng liêng của một người cha nó như thế nào. Anh sẽ đặt tên con là Vũ Bình Minh. Nhưng con anh sẽ không bao giờ nhìn thấy anh. Anh sẽ không nhìn thấy được hình hài đứa con trai của mình. Anh đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Còn tôi, hình như trong vô thức, thủ trong giặc ngoài, khẩu AK-47 trong tay lúc nào cũng có điều kiện là rong ruổi lang thang trong những cánh rừng, bờ suối để bắn tất cả những gì ở phía trước. Thú vị là có đổ máu dù là một con cu ly. 20 ngày sau thì anh Huấn xê phó vào, tôi xin xuống trung đội. Nhưng anh không cho và động viên tôi nên ở lại đại đội bộ chờ anh học vào rồi tính sau. Vì trong chuyến đi này, anh còn về địa phương xác minh lý lịch để kết nạp đảng và phát triển nguồn cho đơn vị. Những ngày có anh cùng tổ chức mai phục tìm kiếm thằng tình nghi kia, nhưng nó đã cao chạy xa bay tận ở ngoài quốc. Tin từ tên phum phó nói gặp nó đi buôn ở ngoài đó. Tên này có tiền án là lính pốt cải huấn một lần rồi cho về. Đáng lý ra anh học tính tháng sau mới trả phép, nhưng hay tin anh Bình hy sinh nên tranh thủ trả phép sớm hơn. Đơn vị lúc này đang rối về cơ cấu biên chế, nhất là pháo thủ số 1. Anh em lính 78 thì trong chờ chính sách ra quân nên cũng không nhiệt tình lắm. Rồi lần lượt hai đợt, hết tháng 6 năm 82 thì toàn bộ lính 78 ra quân, toàn đơn vị vắng lặng lèo tèo. 16 giờ chiều, địch tập kích hướng bắc ở đơn vị. Từ xa, chúng tọng vào hai quả cối 60 và một trái B40, một B41 cảnh cáo chúng tôi. Phản công là hơn 10 trái 82 bắn chặn và tọa độ có cái đường bò mà anh Huấn đã điều nghiên chấm tọa độ mấy ngày trước, khi đơn vị tổ chức đeo bám dân làm rẫy. Phát hiện chúng phát hoang trồng lúa, làm kho chứa lúa từ lâu. Tinh thần chiến đấu, công tác hình như có điều gì bất ổn. Phân công đi phục kích thì không dám đi xa, chỉ có luẩn quẩn cách đơn vị 500 mét, rồi rút dần về gần đơn vị, chừng 100 mét thì chờ đến giờ về. Lúc này thiếu quân nên bộ phận xây bộ phải điều mỗi đêm hai em tăng cường cho trung đội. Tôi và thằng Long phải ra khẩu đội khi có tác chiến và xe bộ phải đảm nhiệm một vọng gác ở hướng đông.
Đơn vị lúc này cần phải có một lực lượng nào đó tác động, xây dựng, củng cố, kiện toàn để anh em đoàn kết, xác định nhiệm vụ lâu dài mà quan tâm tới công tác. Tôi trông anh Học trở vào như con trông mẹ. Ngày lại ngày qua, nhưng chẳng thấy đâu. Hôm qua anh Nhàn, đại đội 21 khẳng định gặp anh Học ở Xiêm Diệp. Chắc chắn ngày mai anh ấy sẽ vào Vairin. Tin của thằng Đạt xuống sửa chữa đường dây hữu tuyến cũng khẳng định chắc chắn ngày mai có thủ trưởng trung đoàn vào với một số anh em trả phép. Suốt đêm không ngủ, bên ly trà xanh, anh Phát pha kẹo đắng, làm cho cái bao tử của chúng tôi thêm cồn cào vì chiều qua cơm sớm. Và lại cả tháng nay, việc cải thiện không còn nữa. Ăn uống toàn đồ hộp trên cấp, ăn suốt cũng ớn. Chợt tiếng ông Triều: "Gớm, chúng mày nghe ông Học vào, chúng mày nôn nao không ngủ được à?" Ba thằng tôi nhìn nhau, không thằng nào nói gì, nhưng thầm hiểu chuyện là như thế đó. Im lặng hồi lâu, thằng Phát lên tiếng: "4102, bớt nồi, nước dùng tao với. Tao đi vay con gà về nấu cháo lót lòng. Để mẹ, đêm nay không ngủ, ngày mai ngủ bù." Nồi cháo gà thơm phức được anh em tôi dọn lên, không quên gọi ông Triều. Như thế này mà không có cái đó thì bằng đánh đố nhau, thắng quan hệ dân vận với chị em xem. Giờ này có mới hay chứ. Nhưng nó dẫn tôi đi lòng vòng, đến nhà này tới nhà khác và về nhà kho, lôi ra từ trong bao gạo ra 2 chai 65. Thằng này nghiện rượu, không biết có phải khi con người ta muốn nói hết những gì muốn nói nhưng không nói được, nhưng khi có rượu vào, lời sẽ sẵn sàng tuôn hết những thứ mình muốn nói ở trong lòng. Chúng mày thương ông Bình 10 thì tao cũng 9, chứ đâu phải ghét bỏ gì Bình mà mấy đứa ra mặt, nhất là thằng 4102. Tôi đứng dậy phản ứng ngay: "Vậy sao đang tìm kiếm anh Bình, mọi người lại rút về ăn nhậu?" Tôi khóc: "Tao thề trước vong linh anh Bình còn ở đây, tao mà lệnh cho rút về, bỏ lỡ cuộc tìm kiếm là tao không phải con người mà là loài cầm thú." Tôi bỏ đi ra ngoài, ngã tư ngồi, cho đến khi thằng Phát ra gọi tôi đi lấy nước cùng với nó để nấu cơm. Thói quen của lính, dù có thức khuya đến mấy, nhưng tầm 5 giờ thì anh em ai cũng thức dậy cho một ngày mới, sau đó tìm chỗ lùi đi ngủ bù. Tôi chui vào kho của thằng Thắng đánh một giấc cho đến trưa. Thằng Long gọi tôi dậy ăn cơm: "Có khi phải đi đón anh Học nữa đấy." Tiếng chân thảy phình phịch ở phía trước là ý ới. Tôi tưởng có chuyện gì quan trọng mà anh Triều vội vàng thế. "Cái đài đâu rồi, 4102? Tôi chưa kịp trả lời thì anh đã lao đến cái đài để trên cái thùng đạn V41. Bật đài, tiếng hát của ca sĩ Thanh Hoa vang lên bài hát "Gửi em ở cuối sông Hồng". Lần đầu tiên tôi cảm nhận được chất giọng của một nghệ sĩ phía Bắc, ý nghĩa sâu xa của từng lời bài hát. Nhìn anh Triều say sưa, miệng nghêu ngao theo lời hát, tay chân thì phụ họa, tôi cảm nhận anh còn quá non trẻ, chưa đủ bản lĩnh để chỉ huy. Nói chung là anh không có cái gì mà như anh Bình, anh Học và một số đại đội trưởng, đại đội phó mà tôi đã gặp. Cơm nước xong, tôi bảo thằng Long tôi lên trên vệ binh chờ chút, có gì thì đón anh Học luôn. Nói vậy chứ ý đồ là tôi muốn gặp anh toàn quân lực để xin về vận tải trung đoàn. Vì ở đây tôi có anh Mé lái xe là đồng hương. Ở Sầm Rông có một lần anh xin giúp tôi về hậu cần, nhưng anh Bình không đồng ý. Nhưng không gặp ai ngoài mấy thằng tù binh đang bị còng cổ, nằm thoi thóp nhìn tôi như van xin một điều gì. Tôi vô cảm nhìn chúng nó đói khát, cá đã nằm trên thớt. Một chút chạnh lòng, tôi ngoảnh mặt bỏ đi. Nhưng suy nghĩ, năm thằng này đã giết bao nhiêu đồng đội vì chúng mày mà giờ này phải ở đây. Đang ngồi uống nước tán dóc với mấy anh em đại đội 20, tầm 3 giờ chiều thì tiếng súng AK nổ rất gần. Tiếng la, tiếng súng kèm theo. Thì ra mấy tên tù binh bị còng cổ, không biết vệ binh canh gác thế nào mà chúng nó tháo ly bỏ chạy. Khi phát hiện thì hai thằng đã chạy xa, bắn không trúng. Chúng thoát về bờ suối ở phía núi Hồng. Còn ba thằng kiệt sức chạy không nổi nên bị bắt lại. Do mải mê chuyện tử binh vượt ngục, đến khi thấy anh em lao nhau thư từ, hỏi ra đoàn đã vào.
Anh Phụng, ban công binh thấy tôi, nói thằng Học, nó đi về đại đội 16 rồi. Như có một lực vô hình nào đẩy tôi chạy, chạy mãi về đến đơn vị. Lúc này anh Học cũng vừa về đến nhà xe bộ. Tôi không nói được gì, ngoài những giọt nước mắt cứ lăn trên đôi má. Thôi, khóc cái gì? Chuyện xảy ra rồi, cố đi. Rồi dần dần cũng dịu bớt cơn đau. Chúng mày mới có một chút mất mát mà vậy, còn tao thì không biết bao nhiêu. Không khí náo nhiệt của đại đội bộ, anh em trung đội thay phiên nhau lên thăm hỏi. Nhưng tôi nhận ra ở quê chuyện gia đình có gì bất ổn. Khi anh em hỏi thăm, nét mặt anh thoáng buồn. Tranh thủ bữa cơm chiều xong, anh đi một mình xuống từ võng gác thông hào, kiểm tra lại hầm pháo nơi ăn nghỉ của các trung đội. Tôi xuống B1 thì anh đã qua B2. Kiểm tra xong, anh về bảo tôi xuống báo các B trưởng, ngày mai đúng 7 giờ B trưởng B phó lên giao ban, nắm rõ lại vũ khí trang bị. Còn lại A trưởng cho anh em vệ sinh nơi ăn trốn nghỉ đi.